Vợ chồng miền quê xin kính chào cô chú anh chị và quý vị khán giả nha. Thì nước bữa nay nước nó hơi đỏ đỏ nè cả nhà ơi. À, hai chồng em đang canh nước văng lưới nè, mới kéo ra lưới xong rồi, đợi nước chảy chút xíu hai chồng em cuốn nha. Hy vọng kiếm được hai băng cá gì vậy lên hai chồng làm bữa cơm ăn nha cả nhà. Đây, nước nó sắp đứng rồi nè cả nhà. Em chào cả nhà thân thương của em nha. Hai chồng em văng lưới rồi, lên trên chỗ cái sàn này nè. Mới làm được cái sàn nè cả nhà, xuồng nè, cậu nè, thao lưới đó. Hai chồng em làm xong cái sàn rồi, giờ chuẩn bị xâm lưới chậu con cá dữ quận dữ rồi vậy, làm như cá dồ á, dính con khỉ á, nó quận bên đó nó đi hút lưới mình rồi, chậu cá quận quá trời luôn cả nhà nè. Cá quận thì chưa phải được. Cá bự bự không à. Rồi nước nó chảy rồi đó, xuống xuồng đi vậy, xuống xuồng đi anh chuyền đồ xuống cho. Hôm ngày không có quay clip được cho cả nhà mình xem nha. Hôm tại làm sàn. Hôm ngày làm cái sàn này nè cả nhà. Quay sàn. Mình nên làm cũng hết mấy ngày á. Công trình này cũng dữ lắm à. Đó. Ướt ghế. Đó đường ghế rồi. Cái này nó ướt rồi. Nè. Dán như không. Sao nước nó mau chảy dữ vậy ta? Ê, rồi chuẩn bị đi cuốn phải ơi. Đây nước nó chảy nè cả nhà. Ở trên nhìn xuống thấy nó chảy mạnh mạnh này đó. Giờ hai chồng em chuẩn bị đi cuốn lưới. Văng từ cái đầu mé bên cái bụi dừa nước nhỏ đó đó cả nhà. Dài lên đến đây nè. Đó lại tới chỗ cái cây bạch đằng cao cao đó đó. Văng xéo qua xéo lại xéo qua xéo lại đó. Hy vọng kiếm ít cá nha. Thôi giờ chồng em đi thăm lưới nha. Giờ hai chồng em chuẩn bị cuốn lưới, mà cuốn lưới bữa nay không biết làm sao đây. Giá cho có vài con đặng nấu chua bằng ăn anh ơi. Lâu rồi không ăn bên chua bằng. Con chua bằng phải không? Ừ. Là bằng nhiều quá trời mình chín. Hai bằng rồi nó chua. Lâu rồi không ăn. Hai chồng ăn lưới bự. Hy vọng dính cá bự. Dính cây kìa. Làm cái bật làm tưởng dính con cá gì bự dữ lắm. Không thấy dính cá bự mà thấy dính cây kìa. Ừ. Trời trời cho tưởng cá không. Hết hồn. Mới dần 5 phút rồi nước chảy. Đó, trời ơi con cá. Nè nè cá. Con cá thiệt. Có cây có cá. Kìa, có con cá thiệt kìa. Cái nhà ơi, thật sự là có con cá. Có cái cây chà bá mà cũng có con cá luôn, cá mày vinh nha cả nhà. Cá cũng đây con cá đầu tiên nha. Anh không gỡ ra gỡ đi. Anh sợ nó phóng quá, cá này phóng dữ lắm. Ghê lắm, mất công gói lưới anh. Lấy đại dưới này đi. Nó không phóng đâu. Em nói nhỏ nó rồi, ê đừng phóng nha. Ồ, con cá ngon quá. Là ừ. Không gỡ lưới nữa. Để dưới thao quá. Đây, đầu tiên nha. Ừ. Để dưới thao phải không? Ừ đúng rồi đó. Ừ đúng rồi, hay quá. Hai ba con nữa thôi là im rồi đó. Còn cây nữa nha em ơi. Rồi biết đâu có con cá bự. Trời trời trời. Hồn, trời trời. Bịch 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 luôn cái gì. Rồi hết hồn hết chí. Đó. Đây. Cái gió lên lẻ lắm. Đó. Cái dặm. Đó đó đó. Nhờ em hát con câu á. Chút xíu nó vụt rồi. Ừ thấy chưa. Hai ba. Dạ. Cành chua ấm hạnh nha. Được rồi đó. Im rồi đó. Thôi đây dính nữa nha. Này dính cá văng lưới, văng lưới bự, dính cá bự không à. Ồ im. Im mấy rồi. Cũng là im. Sáng thấy quận quá trời luôn. Mày dính. Bá thiệt chứ. Con nào nói chà bá luôn. Đi. Ừ. Vô. Đi nhảy vậy rồi. Nhảy sao? Bỏ vô thôi vậy. Thế à? Thở cá này nó bay dữ lắm. Nãy nó nhảy người kêu về nhà gửi không chịu đâu. Bởi nãy em nói anh rồi, để vậy đi đừng có tháo ra mình cứ cãi em không. Trời ơi, mình ao ước ba con, giờ có ba con, thêm ba con nữa cũng không sao. Nó chạy quá trời luôn. Chạy lẹ thiệt.
Trời 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 ơi. Không có gì tới vậy? Anh làm hết hồn hoài luôn anh. Xong bọc quá trời bọc. Trời hơn. Cái bạn đã hồi có trái rồi kìa. Ừ. Ta hết hồn chứ. Cà dảnh đây nha. Ổn thao luôn đi ấy. Nhảy ra rồi. Đó, cà dảnh. Này cà dảnh với cái mà Vinh luôn mà. Ồ. Hả? Ủa, nay là nhảy dính bịch cái gì á? Ê, lúc này lưới bự dính cá được rồi đó hay. Ừ, cá sông lớn nó vô rồi. Ừ, ha. Im, im. Thấy gì không? Thấy gì? Thấy rồi, cá đỏ màng đó. Cá đỏ màng chà bá luôn. Ồ, nó bự. Im. Cá nấu chua một cái, cá đỏ màng nái luôn. Bữa nay ăn cá nấu chua im nè. Thả cả cá đỏ màng trứng xong. Bỏ ra luôn ấy rồi. Ngon ha. Cá nạng ngon, cá mà Vinh nó bự vậy nè. Bả. Nha. Quá trời cá đỏ màng. Có người mới hỏi anh mua lưới bự dân chữ này. Đứa nào mà chữ anh, đứa nó cũng gan dữ lắm, gan trời dữ lắm, thiệt luôn. Trời ơi, gan dữ lắm các bạn ơi nè. Gan dữ lắm. Bắt vô là bởi ra thôi. Bắt vô tới gỡ chết luôn. Cái nhỏ đó gan dữ ha. Nhỏ nó quá gan luôn mà. Nghĩ sao á, trời ơi, người ta mua lưới bự. Để người ta dân cá bự mà chữ. Công nhận. À là em nghĩ nhỏ nó cũng vô duyên dữ lắm à. Ừ. Được. Coi không được rồi. Rồi hết lưới rồi hãy. Tới lần bữa có không muốn quýnh chắc chết. Ê, bỏ vô thao đi ơi, nhảy lum nha kìa. Nó nói rồi. Ê. Rồi. À. Ba con. Ê. Đó, nhảy là ủa. Bốn con. Con ở đâu? Con ở đâu anh? Năm con không mà. Năm con luôn mà. Phải không? Ừ. Bỏ xuống không anh, nhìn bỏ vô thao rồi. Chứ mà đủ không? Đó. 2 à, 4 5. Đủ rồi. Đủ rồi, năm con. Đây năm con nha, thành quả nha. Đây, bự nha. Năm con này hơn nửa ký á. Ừ. Đó, vợ chồng em bữa nay sống được rồi đó. Vậy mà đi kiếm. Đi kiếm cái bắp chuối. Rồi, đi qua hái bắp chuối nè. Hái bắp chuối, thấy có cái bắp chuối rồi. Hôm qua anh thấy bằng chính ở đây nè, anh chỉ vợ nè. Ừ. Cái này còn không, nó rụng hết nữa. Thôi thôi. Ơi hái vậy chứ bằng. Dạ có. Không có bằng thì nấu cơm mẻ đi chồng ơi. Mẻ ha. Ừ, mẻ ngon hơn. Cơm mẻ bắp chuối nó ngon hơn bằng. Đúng rồi đó. Rồi, thay đổi quyết định nha. Cơm mẻ bắp chuối đi chồng ơi. Nó ngon hơn. Ha. Bắp chuối nấu cơm mẻ nó ngon. Ừ, chừng nào mà mình nấu lục bình với bông bằng mới đúng. Đó anh bắp chuối gì? Chuối xiêm. Nhìn không biết ha, tự không biết. À, con chị xin bắp chuối kìa chú. À, con xin bắp chuối chú ơi. Rồi vậy là xong một bữa cơm sáng. Hai chồng mình ra, chuẩn bị về nha. Thôi, hai chồng em về đây cả nhà thân thương ơi. Ở bên kia nắng, bên đây nóng sợ. Ừ. Đây, nãy hai chồng em nhân lưới được 5 cá nha cả nhà. Chứ xin chú được cái bắp chuối nhỏ về nấu cậu canh chua cơm mẻ bắp chuối nha. Nãy giờ bà xã em nấu xong rồi. Giờ gấp ra hai chồng chuẩn bị ăn cơm. Đó, đúng 5 con, đúng không được 6 con nữa đó. Đây 5 con. Rồi hai chồng em mời cả nhà ăn cơm nha. Em mời cả nhà thân thương cơm. Yeah.
ngồi mà nóng quá. Ý tiêu của hai chồng mình là ba con đúng không? Ừ. Được 5 con rồi hên đó mày nè. Đầu sẵn có cái bắp chuối luôn, ngon. Ngon ha. Bái rồi mình bái chắc. Còn hả? Bến người họ phải mất cầm. Tiêu 5 con có 3 con chứ. 5 con mày 200 mà nó sợ không hết nữa chồng. Chứ nữa. Nhường qua nhường lại hoài ăn không hết. Ăn đi đừng có nhường. Cầm ăn đậu đi mặn cát kìa. Biết mặn luôn hả? Ừ. Đó. Ừ. Cá lóc mang quá trời bự luôn, khủng cá lóc mang luôn. Khủng không? Khủng, khủng có trứng luôn. Ăn lửa con đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đều. Rồi hai chồng em cũng xin kết thúc video tại đây nghe nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Em chào cả nhà. Ăn đi anh, ăn hết đi. Béo, ngâm mà ngon mặn chát không bây giờ. Ừ. Vừa mặn vừa cay. Cay thiệt không? Em thấy không cay luôn à, cầm chết không có cay.